Sau khi cái sự việc mà nổ bình ga rồi chìm ghe của mình xảy ra thì mình có cái lời nhắn nhủ gì với mọi người để mà tránh những cái tai nạn sự cố này xảy ra không nữa không? Xài kỹ càng đó nha. Hôm trước là chú xài chú thấy là mình có chủ quan không? Không xài chú xài cũng kỹ càng bình thường rồi, xài đi cả chục trên chục năm mà không có gì xảy ra, mình thấy như vậy đó, vui quá trời. Bây giờ cái mong muốn lớn nhất của mình là gì? À, Ước mơ của chú đó. làm có lẽ về nhà với nhờ nhà nước hỗ trợ cho nó mất. Thôi cái tai nạn cũng xảy ra rồi, mình Có gì đâu cố gắng sống cho tương lai thôi. Nó phải đang sốt, người ta đang tìm cái Xưa giờ có nhà mình có ai bị bỏng nặng giống vậy không? Nhà mình bao nhiêu người con? Đông anh em không? Năm người con mà toàn là dân bằng hơi bằng nước không à, mấy đứa em thì cũng bằng già già trên đây à. Sài Gòn thành phố, người cha thì ở dưới quê, ông cũng bằng nước không kiếm sống. Dọn đi cái rồi lại bỏ cái mới vào đó đi rồi. Đóng hơn 100 triệu rồi hả? Dọn đi xong đi.